giờ anh hai mới đi học về. Ủa mẹ đâu mà anh hai vô bếp vậy? Hôm nay là rằm, mẹ đi chùa rồi. Mẹ nói hai anh em mình ở nhà nấu cơm chay đó. Em nhà phụ anh luôn đi. Dạ. Ủa mà anh hai, cái này là cái gì vậy? Hải sâm chay đó, mẹ mua để sẵn trong tủ lạnh. Nhưng mà anh hai biết nấu hay không? Trời, chuyện nhỏ nè. Đầu bếp Phước Hưng cùng với Kim Thảo xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ với công ty Ajinomoto Việt Nam. Chào Phước Hưng. Chào Thảo. Hôm nay không biết là Phước Hưng sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người món ăn gì đây? Thì ngày hôm nay thì Phước Hưng xin giới thiệu cho Kim Thảo cũng như là quý vị khán giả một món ăn chay mà nhanh nè, gọn nè, mà đảm bảo là nhiều chất dinh dưỡng rồi đó. Và món ăn của ngày hôm nay có tên gọi là nấm tuyết xào hải sâm. Ơi, với món nấm tuyết xào hải sâm này thì chúng ta phải cần chuẩn bị những nguyên liệu gì? Chúng ta cần có chuẩn bị những nguyên liệu như sau: một cái nấm tuyết vừa nè, 100g hải sâm chay, cải thìa, bắp non, cà rốt, củ hủ dừa, hành bo rô, ngò rí nè, hạt điều, dầu mè và dầu hào chay, bột năng, nước dừa tươi và các loại gia vị thông thường, đặc biệt là hạt nêm, aji ngon từ nấm hương và hạt sen. Công đoạn đầu tiên cho món ăn chay này thì chúng ta sẽ cắt cái phần hải sâm chay này ra. Hưng sẽ cắt độ dày khoảng 4cm và dày 2 ly. Phần cà rốt này cũng sẽ cắt như vậy. Phần củ hủ dừa này Hưng sẽ cắt cũng tương đương với phần cà rốt. Rồi kế tiếp thì Hưng sẽ cắt cái hành bo rô này ra từng lát mỏng. Kế tiếp thì bắt lên trên bếp một cái nồi nước, chúng ta chần sơ qua cái rau. Phần cải thìa này thì mà quý vị khán giả mua ngoài chợ về thì phần cải thìa cái lá rất là nhiều, thì chúng ta có thể dùng dao hay là kéo chúng ta tỉa bớt cái phần lá này bớt đi, thì khi mà chúng ta ăn thì chúng ta cảm nhận được cái độ giòn của cải thìa nó nhiều hơn. Phước Hưng sẽ cắt cái phần cải thìa này ra làm đôi. Còn phần bắp non này thì Phước Hưng sẽ chẻ ra làm đôi. Vậy là phần rau củ đã sơ chế xong rồi, bây giờ còn nấm tuyết. Nhưng mà trước khi sơ chế thì cho Kim Thảo hỏi một tí xíu, khi đi chợ mua nấm tuyết như thế nào cho ngon, Hưng có bí quyết nào đó có thể truyền lại cho Kim Thảo được không? Thì chúng ta hãy lựa những cái nấm tuyết, cái thứ nhất là có màu sáng nè, cái thứ hai là cái lõi của nấm tuyết đó là cái đốm vàng đó, nhỏ chừng nào thì nấm tuyết ngon chừng đó. Mà hình như Kim Thảo nhớ là phải khô ráo nữa thì phải. Đúng rồi. Cảm ơn Phước Hưng rất là nhiều nha. Quý vị khán giả thân mến, khi mà chúng ta đi chợ mua nấm tuyết thì nên chọn nấm tuyết màu trắng sáng, khô ráo và đặc biệt là cái lõi vàng ở phần gốc càng nhỏ càng tốt. Thì bây giờ phần nấm tuyết này thì Phước Hưng sẽ cắt ra thành những khối vừa ăn nha. Rồi, bây giờ nước trong nồi cũng đã sôi thì Hưng sẽ nêm vào trong cái nồi, chúng ta luộc rau củ một tí xíu muối nè. Và Hưng sẽ cho hết cái phần cải thìa này vào đây. Rồi, đây thì Hưng sẽ vớt ra. Bỏ vào trong tô nước đá. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ pha cái sốt để chúng ta xào cái hỗn hợp này. Hưng sẽ cho vào đây một muỗng canh hạt nêm aji ngon từ nấm hương và hạt sen, một muỗng canh dầu hào, một muỗng cà phê dầu mè nè, và một chén nước dừa tươi, đặc biệt là một muỗng canh nước tương Phú Sĩ nữa đó. Của Hưng sẽ khuấy tan cái hỗn hợp này lên. Bước kế tiếp là chúng ta bắt đầu xào. Chảo của chúng ta đã nóng thì Hưng sẽ cho vào đây là khoảng một muỗng canh dầu ăn nè. Hưng cho hành bo rô vào phi nha. Hành bo rô đã thơm, Hưng sẽ cho hết tất cả những cái rau củ mà chúng ta đã cắt vào đây. Và Hưng sẽ cho vào đây khoảng một muỗng nước. Kế tiếp thì Hưng sẽ cho hết cái phần hải sâm này vào. Và Hưng sẽ cho vào đây 1/2 cái tô nước sốt này. Và chúng ta chừa lại 1/2. Khi pha sốt thì Thảo thấy là Hưng có nêm aji ngon từ nấm hương và hạt sen đúng không? Đúng rồi đó Kim Thảo. Khi mà chúng ta thực hiện món ăn chay nào đi chăng nữa thì chúng ta hãy nêm hạt nêm aji ngon từ nấm hương và hạt sen, thì nó giúp cho món ăn của chúng ta có vị ngọt thanh và mùi thơm cũng hấp dẫn hơn nhiều nữa đó. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nên sử dụng hạt nêm aji ngon từ nấm hương và hạt sen để giúp cho món ăn có vị ngọt thanh hơn. Rồi kế tiếp thì Hưng sẽ cho hết cái phần cải thìa này vào nè. Chúng ta hãy cho nấm tuyết vào sau cùng thì nấm tuyết có độ giòn hơn và lại ngon hơn. Phước Hưng sẽ cho vào cái hỗn hợp sốt còn lại là một muỗng cà phê bột năng. Mình sẽ khuấy tan cái phần này. Rồi. Và Hưng sẽ cho hết cái phần nước sốt còn lại này vào đây. Và chúng ta đảo đều tay. Hưng sẽ sắp ra từng nguyên liệu với nhau nha. Và kế bên là củ hủ dừa. Và phần ở trên thì Hưng sẽ cho vào hải sâm.
cho lên đây là hạt điều nè. Hạt điều nữa. Chan sốt lên nha. Cả nước sốt nữa. Và Hưng sẽ cho vào lên trên đây là một cọng ớt nè. Rồi thì Hưng sẽ cho Kim Thảo thử nha. Một miếng nấm tuyết nè. Củ hủ dừa đây. Đúng rồi. Rồi. Đây mời Kim Thảo. Cảm ơn Hưng. Nấm tuyết rất là giòn. Các loại rau củ đã chín rồi. Mà ngạc nhiên một điều là tại sao các loại rau củ đã chín hết rồi mà vẫn giữ được màu sắc rất là đẹp như vậy? Phải nói là phục Phước Hưng nhất luôn á. Và quý vị và các bạn có biết không, món ăn này thì hải sâm rất là ngon và các loại rau củ thì vẫn giữ được độ giòn và độ ngọt. Sau ngày hôm nay, Kim Thảo quyết định là sẽ ăn chay một tuần để cho cơ thể nhẹ nhàng hơn với những món chay được gợi ý từ chương trình. Quý vị hãy luôn đồng hành với chúng tôi nhé và hãy luôn gửi thư về cho hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc là gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto Việt Nam theo số điện thoại là 083 823 7557 để gửi đến cho tất cả chúng tôi những yêu cầu cũng như là những nguyên liệu mà quý vị thích nhưng không biết làm sao để có thể chế biến thành một món ăn thật là hấp dẫn thì hãy gửi đến yêu cầu các đầu bếp của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Và còn một cách nữa để quý vị có thể kết nối với chương trình đó là truy cập vào website mongonmoingay.com hoặc tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đến trang web của chương trình. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Đầu bếp Phước Hưng cùng với Kim Thảo xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.